Nóc thấp này phải kê, phải mổ nóc đưa lên nóc, làm nóc nhỏ nữa trên cao để cho mật độ con chó nó có, để nó mèo nó không bị nóng, nó thấp quá. Tại đây người ta không có cho mình làm cao quá, thành ra mình làm theo cái đó là lưới thôi, mà mưa ướt quá mới chơi mà nó vừa tới có đứa chạy nó không chịu chạy rồi, nếu là lấy sáng với gió thôi, không có để nước mưa lọt vô nữa, mấy bé nó ướt là mấy mèo nó là khó ở chỗ đó. Có cái cây gì con mát tôi nó bé nó đỡ cho mấy bé có được nơi ăn chỗ ở đó cô chú. Mấy ấm ở đây cô chú biết là cứ có được nhiêu tiền là chấp giá thì thành ra nhìn nó hỗn độn, mà cố gắng làm sao để cho nó sạch sẽ rồi nhìn nó được thôi chứ cô chú. Còn mà có tiền thì mình cất một leo, một là nói gì nữa, đẹp quá trời luôn. Cái này mình cất khúng có tiền cất tới đâu hay đó, mình không quy hoạch được nó là như thế nào trên cái bản vẽ, bản thiết kế. Dù mình trang trại nó dài vậy, chiều ngang vậy, rồi phòng ốc làm sao, ngăn làm sao, rồi mình làm đoạn mình chờ đó cũng được. Còn này mình có tiền như là khúng cho mấy bé ở, bởi thành ra không có đủ thẩm mỹ luôn. Nếu nhìn từ góc cạnh mà thẩm mỹ đằng xa nhìn nó cúng nhìn nó rối. Nhưng mà cô chú yên tâm là một điều, mỗi một khu chú đều cố gắng để lấy sáng lấy gió, coi như theo một thứ tự nhiên cho mấy bé khỏe. Dạ.